sân khấu lung linh, khán giả cuồng nhiệt, những khoảng cách xê cao ngất và sự ưu ái như một đứa con cưng. Đó là những gì một idol Hàn Quốc có được khi họ sở hữu sự nổi tiếng nhất định. Thế nhưng trong một thế giới có quá nhiều mật ngọt đó, những ngôi sao cũng dễ dàng bị hấp dẫn vào thế giới khác biệt hơn so với người thường, nơi mà họ cho rằng đó là đặc ân hiển nhiên của kẻ cầm quyền. Và họ có thể bộc lộ toàn bộ những khao khát đê tiện nhất vốn bị giấu đi. Căn phòng màu đỏ, cô gái thất thần, những hợp đồng được ký kết và sự khoái lạc của người chằn nhằn. Vô số góc khuất đáng sợ ở làng giải trí Hàn Quốc đã âm thầm diễn ra giữa hào quang của những idol K-pop. Cho đến một ngày, những tin nhắn trong một loại phòng chat bí mật bị rò rỉ ra ngoài. Với Hàn Quốc, ngành giải trí là đứa con cưng vì nó đem lại lợi nhuận khủng. Mỗi khoản đầu tư trị giá 1 đô la Mỹ đem lời gấp 5 lần cho nền kinh tế quốc gia. Vì vậy, một lẽ dĩ nhiên mà hẳn nhiều người đã và đang nhìn thấy, chính phủ Hàn đối xử với K-pop như cách mà chính phủ Mỹ đối với ngành ô tô và ngân hàng. Có nghĩa là nó được bảo hộ. Jung Jun-yong, sinh năm 1989, là ngôi sao đa tài của làng nhạc Hàn Quốc. Với khả năng ca hát, sáng tác, đóng phim và từng tham gia nhiều show truyền hình thực tế, nhờ đó được khán giả biết đến qua nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như là Today and Kwanai, We Got Married. Năm 2015, Jung Jun-yong lấn sân sang lĩnh vực ca hát, trở thành giọng hát chính trong nhóm nhạc JYJ Band. Jung có tất cả những thứ mà nhiều nghệ sĩ trẻ mới vào nghề ao ước: danh vọng, tiền bạc và phái nữ luôn gọi lớn tên anh. Nhưng điều đó dường như là chưa đủ với Jung. Ngoài âm nhạc và khán giả, còn một thứ khiến Jung phấn khích hơn hết chính là mocha, thuật ngữ mô tả những cảnh quay lén bất hợp pháp với người phụ nữ, có thể là ở nơi công cộng, nhà riêng và thậm chí là trong mối quan hệ tình cảm. Đoạn tin nhắn ở đầu video thực chất chính là một trong những đoạn tin trong phòng chat bí mật nhóm mà Jung Jun-yong đã tạo ra trên ứng dụng nhắn tin KakaoTalk. Tại đây, Jung Jun-yong cùng hội bạn của mình bắt đầu chia sẻ những tin nhắn, hình ảnh lẫn video xúc phạm phụ nữ. Mà hậu đà những kẻ cùng bàn luận trong đây lấy phần nhiều đều là những nghệ sĩ nổi danh của K-pop. Trưởng nhóm nhạc FT Islands, Choi Jong-hoon, ca sĩ Eddie Kim, ca sĩ Lee Jong-hyun, nhóm CN Blue, ca sĩ Jung Jun-hyun, nhóm Highlight và nhiều idol khác. Tháng 9 năm 2016, bạn gái Jung Jun-yong từng tố cáo với phóng viên rằng Jung quay lén cảnh giường chiếu của cả hai. Tuy nhiên, trước khi đến gặp cảnh sát để hỗ trợ công tác điều tra, Jung đã giao chiếc điện thoại di động của mình cho một công ty pháp y tư nhân. Và luật sư của Jung đã gây áp lực lên công ty này, cũng như cả nạn nhân. Cảnh sát đã kết thúc cuộc điều tra một cách vô ích. Jung cuối cùng chỉ mở họp báo xin lỗi công chúng với lý do rằng tất cả vừa qua chỉ là trò đùa bị đẩy đi quá xa giữa mình với bạn gái. Và cứ như vậy, tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí. Jung lúc bấy giờ cho rằng mình vẫn an toàn. Cuối năm 2016, Jung bị hư điện thoại phải mang đi sửa. Những video clip Jung đã quay bạn gái cũ lẫn toàn bộ hội thoại trong phòng chat bí mật mà Jung tạo ra từ năm 2015 đến năm 2016 bị người chủ tiệm sửa điện thoại sao chép vào USB. Nhưng có lẽ vì chần chừ điều gì đó, người này quyết định không tung nó ra ngay. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, sự đổ vỡ đầu tiên bắt đầu nhen nhóm khi báo chí Hàn Quốc trở nên nóng hổi với vụ một nam thanh niên tới chơi tại hộp đêm Benison, Seoul bị tác động vật lý nghiêm trọng trong lúc anh đang cố gắng cứu một cô gái khỏi bị quở rỗ tại đó. Càng căng thẳng hơn khi mọi thứ không dừng lại ở một cuộc tác động thông thường. NBC News Desk ngay sau đó đưa tin với những hình ảnh cho thấy hộp đêm hoạt động khá kỳ lạ. Cơ quan chức năng điều tra độc lập cũng lập tức vào cuộc. Khi vấn đề này ngày càng trở nên mất kiểm soát,
Người giữ chiếc USB chứa toàn bộ dữ liệu về phòng chat bí mật của John quyết định rò rỉ nó ra ngoài. Nơi mà người giữ chiếc USB tin là có thể đòi lại công bằng cho những nạn nhân là luật sư bang John Hall. Luật sư bang mở USB ra xem và nhận ra những tin nhắn phản ánh thế giới đen tối của K-Biz đáng sợ hơn mức anh có thể kiểm soát. Vì lẽ đó, luật sư bang tìm đến một người quen là phóng viên điều tra Kang Kyung-yoon của đài SBS Funny. Vì luật sư này không ngờ rằng phóng viên Kang đã theo dõi nhóm nghệ sĩ đen tối đó ròng rã 3 năm qua. Với tất cả tài liệu chứng cứ, tháng 2 năm 2019, SBS tố cáo ca sĩ John Jo-yeon buôn bán tàn trữ chất trái phép, tiếp xúc thân thể với các cô gái theo kiểu tập thể trong khi họ đã mất đi ý thức. Sau đó là quay lén, phát tán những cảnh quay nhạy cảm của các cô gái. Không những vậy còn bình phẩm thô tục về các nạn nhân như những món đồ chơi. Điều tồi tệ khác, một số đoạn tin nhắn còn cho thấy John từng có hành vi tán tận lương tâm hơn khi cùng nam ca sĩ Choi Jong-hoon lợi dụng sự kiện ký tặng người hâm mộ ở Daegu tháng 3 năm 2016 để dùng GHB với fan của mình, loại thuốc có khả năng khiến nạn nhân mất đi ý thức và không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhân lúc nạn nhân bất tỉnh nhân sự thì thực hiện hành vi đồi bại. Chưa hết, ngoài những tội ác của John và đồng bọn, việc phòng chat bí mật bị bóc trần còn tiết lộ một sự thật rùng rợn khác là trong hộp đêm có tên Benison ở Seoul, nơi xảy ra vụ ẩu đả châm ngòi cho mọi sự thật bị lộ tẩy, cũng là nơi tồn tại những vị khách VIP gồm nghệ sĩ, người giàu có lẫn những cái tên nổi tiếng trong giới chính trị xứ Hàn. Chỉ cần họ trả tiền khoảng 75.000 đô là có thể chọn bất kỳ người phụ nữ nào có mặt trong hộp đêm cho nhu cầu biến thái của mình. Cụ thể, các cô gái chỉ cần là nữ, dẫu có là khách hay nhân viên tại quán, thì vẫn sẽ như cá trong bể, tự động trở thành con mồi của các vị khách VIP. Ai lọt vào mắt xanh của các khách VIP sẽ lập tức bị lén tờ im GHB. Sau đó nạn nhân hoặc bị đưa vào căn phòng tắm màu đỏ có sẵn trong quán, để rồi những gì diễn ra trong đó sẽ không ai nghe thấy gì. Hoặc nếu khách VIP không thích ở lại đó, thì nạn nhân được đưa lên xe của khách VIP và tới một địa điểm khác. Điểm chung cuối cùng là, sau khi mọi chuyện xong xuôi, vì tác dụng của thuốc GHB nên các nạn nhân không nhớ được những gì xảy ra. Ký ức mất sạch. Nạn nhân giấu tên là khách thường xuyên của Benison, một trong số hiếm người nhớ được điều khủng khiếp gì đã diễn ra với mình, đã kể lại những tình tiết khủng khiếp. Khi tôi đến Benison, chúng tôi sẽ có bàn riêng cho mình. Tất cả đều là con gái. Sau khi uống 2 ly, tôi thấy kỳ lạ, say rất nhanh. Tôi nghĩ mình không nên uống thêm nữa. Tuy nhiên, tôi tỉnh dậy và bất ngờ khi thấy mình đang nằm trên giường khách sạn, cùng người đàn ông đã đưa tôi đồ uống. Tất cả thông tin từ SBS giáng một đòn nặng nề lên hộp đêm Benison, buộc hộp đêm bất ngờ phải đối mặt với hàng chục cuộc điều tra khác nhau. Nhưng dường như mọi chuyện đã bị chôn vùi quá lâu, chỉ chờ đến lúc được phanh phui. Cho đến ngay sau đó, một đoạn clip với tiêu đề Phòng tắm đỏ không hiểu vì sao đột nhiên lan truyền trên các trang web đen, buộc Benison tạm dừng hoạt động. Thời điểm đó, khi mà báo giới Hàn Quốc đang ngày càng được hâm nóng bởi phòng chat bí mật và cái tên hộp đêm Benison, cả quá trình điều tra của cơ quan chức năng điều tra độc lập ngày càng đi sâu vào vụ việc. Ở một diễn biến khác, phần lớn người hâm mộ Hàn Quốc phải đối mặt với cú sốc thần tượng lớn nhất trong đời họ. Vì một sự thật là trong chuỗi phòng chat bí mật và phòng tắm đỏ Benison đó, tồn tại sự can thiệp rất lớn của một thành viên nhóm nhạc đình đám Big Bang, đó là Sơn Rì. Ra mắt năm 2006 và sở hữu thời kỳ đỉnh cao chỉ vài năm sau đó, Big Bang là nhóm nhạc nam top đầu của Hàn Quốc, nếu không muốn nói đã nằm ở vị trí ngôi vương. Với fan hâm mộ của Big Bang, Sơn Rì là một thành viên vô cùng được yêu thích trong nhóm, nên thường được gọi với một cái tên khá đáng yêu là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Với tính cách hướng ngoại, sỏi lởi của mình, Sơn Rì quen biết với khá nhiều người, từ idol nhóm nhạc, nghệ sĩ cho tới doanh nhân. Những người anh của cậu Út từng ngỡ ngàng vì dường như Sơn Rì quen hết cả showbiz. Điều này cũng như con dao hai lưỡi đối với Sơn Rì.
Rirogen, trưởng nhóm của Big Bang, từng nói rằng cậu em út có nhiều bạn xấu, anh chỉ sợ rằng một ngày những điều đáng tiếc sẽ diễn ra. Và dường như những lo lắng của Rirogen có vẻ thừa thãi, bởi dường như anh chưa hề biết rõ về cậu em út của mình. Trên sân khấu, Sunri là thần tượng đình đám, được hàng nghìn người ngưỡng mộ. Nhưng trong bóng tối, khi đã ý thức được vị trí của Big Bang trong lòng công chúng và chính phủ Hàn Quốc, với sự tự mãn của một idol trên đỉnh cao danh vọng, Sunri muốn được gọi với biệt danh khác, đại gia Gatsby, một nhân vật quyền lực, xa hoa, đam mê tiệc tùng và được phụ nữ vây quanh như trong cuốn tiểu thuyết Đại gia Gatsby nổi tiếng của nhà văn F. Scott Fitzgerald, thôi thúc Sunri thành lập một đế chế riêng. Theo trình tự thời gian trong những tin nhắn KakaoTalk trong phòng chat bí mật, một đoạn tin nhắn tố cáo phương thức môi giới mạo dài chuyên nghiệp của Sunri cho đối tác làm ăn. Sunri còn hỏi khách những câu như: anh thích mẫu nào ạ? Và rao bán phụ nữ với đầy đủ thông tin về tuổi tác, công việc, tính cách với mức giá 7.000 đô. Từ cuối năm 2015, với mong muốn thu hút những nhà đầu tư, Sunri bắt đầu tổ chức một loạt bữa tiệc mừng sinh nhật cho bản thân và mời nhiều các đối tác kinh doanh tiềm năng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc trong hộp đêm Arena Seoul. Để móc nối với các vị đại gia và nhân vật cấp cao đó, Sunri đã biến tùng dịch và phụ nữ thành công cụ lấy lòng đối tác. Năm 2017, nhận ra bản thân cần có một hộp đêm riêng để mở rộng cơ hội làm giàu của mình, Sunri quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thu hút đầu tư quy mô lớn, làm bước mở đầu cho tham vọng. Tháng 12 năm 2017, tại đảo Palawan, Philippines, Sunri thuê toàn bộ một khu nghỉ dưỡng để tổ chức sinh nhật, bao vé máy bay cho khách VIP là các đại gia từ Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Thái Lan tới tham dự, đồng thời mang theo hàng chục cô gái đến và tổ chức bữa tiệc siêu xa hoa với chi phí ước tính hơn 1 triệu đô la. Tháng 3 năm 2018, tức 2 tháng sau bữa tiệc tiêu tốn hàng triệu đô tại Philippines, hộp đêm Bernison được thành lập. Trong đó, một người đàn ông tên Lee Moon Ho giữ chức chủ tịch, bà Lin là nhà đầu tư và Sunri là giám đốc điều hành. Thông qua hộp đêm này, những tội ác của Sunri ngày một lộng hành và đáng sợ hơn. Hộp đêm của Sunri không chỉ có khách nam mà nhiều phụ nữ cũng tham dự. Sự có mặt của Sunri, em út đình đám của Big Bang thời đó, và các DJ nam là nhân tố đặc biệt thu hút khách nữ. Đa phần khách nữ đến Bernison đều là fan của Sunri. Tại đây, khách phải trả tối thiểu 1.500 đô vào ngày thường và 7.500 đô vào dịp cuối tuần để đặt một bàn ở Bernison. Giá một bàn có thể tăng gấp 10 lần và lên đến 75.000 đô cho những người đàn ông VIP nhất của hộp đêm. Dĩ nhiên, để đến mức chi trả số tiền khủng đó cho một đêm vui vẻ, những vị khách VIP cũng muốn đổi lại gì đó đủ xứng đáng với đồng tiền họ đã bỏ ra. Cựu nhân viên của Bernison tiết lộ: mỗi ngày, tôi đều chứng kiến cảnh các vị khách nữ bất tỉnh sau khi bị chuốc thuốc GHB ở Bernison. Nhưng tại sao những hành động ghê tởm đó, Bernison vẫn hoạt động suốt thời gian dài mà không bị điều tra? Thực chất, với quyền lực và sức ảnh hưởng lớn, các ngôi sao như Sunri, Trương Jun Yong được bảo hộ nhiều lớp. Vòng trong là đội ngũ pháp lý hùng hậu, những khách VIP máu mặt ở thương trường, chính trường. Thậm chí là trong phòng chat bí mật còn có sự có mặt của một nhân vật bí ẩn với tên nick là cảnh sát. Vòng ngoài, họ thâu tóm truyền thông và có cả lực lượng người hâm mộ đông đảo sẵn sàng ủng hộ. Chỉ cần phớt lờ những cáo buộc hoặc dàn xếp kết quả điều tra, họ sẽ vô tội chỉ sau một cuộc họp báo. Tất cả hành vi bất hợp pháp như thợ am ô, đồ ảnh bạc, quậy lén, mua bán dởm, xâm hại tình dục đã được Bernison dưới quyền điều hành của Sunri bừng bích toàn bộ. Tháng 4 năm 2018, tức một tháng sau khi Bernison mở cửa, song song với việc giúp Sunri thương mại hóa phụ nữ, Trương Trung Dân, Choi Jong-hun
và 4 thành viên khác trong phòng chat bí mật, Ung Dung đi trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng gần Seoul. Trong tin nhắn KakaoTalk từ chuyến đi này xuất hiện bằng chứng cho thấy nhóm 6 người đã mời một số bạn nữ của Choi đi cùng đến khu nghỉ dưỡng để rồi dùng THB với họ và sau đó sai hầm tập thể các nạn nhân. 20 giờ đêm hôm đó, một người đăng video lên phòng chat bí mật để chia sẻ với Sunri, người không có mặt trong chuyến đi. Khi một loạt hành động của Sunri bị phanh phui, cũng là lúc fan hâm mộ ngỡ ngàng khi xem lại nhiều video cho thấy sự ghê tởm phát ra từ Sunri biểu hiện từ rất lâu và những idol nữ khác cũng đã sớm nhận ra điều này. Cụ thể, năm 2018, khi Sunri tham gia diễn xuất trong bộ phim sitcom Văn phòng chiến lược tương lai của YG và đóng vai trưởng bộ phận nhân sự. Trong quá trình tiếp xúc và làm việc với Sunri, các thành viên của nhóm Blackpink đều tỏ ra dè dặt. Họ đều không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nam ca sĩ. Không chỉ có các thành viên của Blackpink, nữ ca sĩ Sumi cũng từng nói rằng các nghệ sĩ trong nghề, đặc biệt là nữ giới, đều khuyên cô tránh xa và không kết giao với Sunri. Không dừng lại ở đó, báo chí cũng từng có lần ghi được hình ảnh Sunri nhìn ngó đồng nghiệp nữ CL nhóm nhạc 2NE1 với biểu cảm khá thô thiển. Và có vẻ điều này khiến CL cũng có phần không thoải mái. Sau những lùm xùm nổ ra về cái tên Sunri, sáng ngày 10 tháng 3 năm 2019, 20 cảnh sát tới hộp đêm Arena Seoul, hộp đêm mà Sunri tham gia từ năm 2015 để tìm kiếm bằng chứng về những tin nhắn được cho là của Sunri. Loạt tin nhắn này cho thấy anh ta thực sự điều động môi giới gái mầm dai cho khách hàng là các thương gia nước ngoài. Chiều cùng ngày, Sunri chính thức nằm trong danh sách nghi vấn hoạt động như một trung gian môi giới mầm dai, bị cấm xuất cảnh. Ngày 11 tháng 3 năm 2019 có lẽ sẽ là ngày khó quên nhất đối với fan hâm mộ của Big Bang và đặc biệt là Sunri. Chiều hôm đó, Sunri chia sẻ tâm thư thật dài trên trang cá nhân, thông báo về việc giải nghệ, rút khỏi làng giải trí, đồng thời chia tay nhóm nhạc 5 thành viên Big Bang. Tối ngày 12 tháng 3 năm 2019, nam ca sĩ Trần Trung Dương về Hàn Quốc nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon. Trước đó, anh ta đến Los Angeles để ghi hình chương trình Weekly Restaurant của TVN. Tuy nhiên, trước những cáo buộc gây sốc, Trần buộc trở về theo yêu cầu triệu tập của cảnh sát để phục vụ cho cuộc điều tra, phát tán các video quay trộm, ghi lại nhiều cảnh phòng the nhạy cảm. Tại sân bay, đám đông phóng viên vây lấy Trần Trung Dương, dồn dập hỏi, những đoạn tin nhắn này là thật hay giả? Đáp lại, nam ca sĩ chỉ nói, tôi xin lỗi. Khi được hỏi có thừa nhận mọi cáo buộc dành cho mình hay không, ca sĩ này im lặng. Trước khi lên xe, anh ta nói, tôi xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi. Ngay trong tối ngày 12 tháng 3, Trần Trung Dương thông qua công ty quản lý thừa nhận mọi tội lỗi do anh ta gây ra. Nam ca sĩ xin lỗi về việc đặt các camera để ghi hình cảnh quê hạn của bản thân với các đối tác nữ. Sau đó phát tán nó trong nhóm chat cá nhân gồm gần chục người, lấy các cô gái và kỹ năng trên giường của họ ra làm đối tượng bình phẩm. Vào ngày 13 tháng 3, phóng viên đài SBS Kang Chung-wan đã chia sẻ nhiều thông tin hơn về nhật ký trò chuyện KakaoTalk của Trần Trung Dương trên một chương trình radio. Có khoảng 200.000 tin nhắn KakaoTalk trong điện thoại của nam nghệ sĩ đã được chuyển tới Cục Chống Tham Nhũng và Bảo vệ Dân quyền, tới các luật sư và tới các phóng viên. Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Trần Trung Dương, Sunri bị cảnh sát triệu tập. Cùng ngày, ca sĩ Jung Jong-hyun nhóm Highlight thừa nhận từng nhận và xem video xóa ép mà Trần Trung Dương quay lén. Anh ấy tuyên bố rời nhóm nhạc. Cũng trong thời điểm này, ca sĩ Lee Jong-hyun của CN Blue cũng bị phanh phui tin nhắn tham gia vào nhóm chat trên KakaoTalk của Sunri, Trần Trung Dương. Lee Jong-hyun không gửi video bất hợp pháp mà chỉ xem cũng như tham gia thảo luận về những phụ nữ mà Trần Trung Dương sai hầm. Hành vi đó không đủ xử lý hình sự, nhưng tội lỗi trong vụ việc cũng đủ khiến Lee bị đuổi khỏi nhóm CN Blue. Trong quá trình cơ quan chức năng điều tra độc lập vào cuộc, phía phóng viên Kang, người phanh phui vụ án, gặp một vấn đề nan giải khác là cô vẫn không thể tra ra thế lực ngầm nào đó đã tồn tại khi trong suốt quá trình phạm tội, Sunri và Trần đều ung dung thực hiện mà không hề bị cảnh sát điều tra. Trong các tin nhắn KakaoTalk phòng chat bí mật, thành viên bí ẩn với tên cảnh sát là người có khả năng nhận hối lộ và làm việc cho Sunri cũng như Trần Trung Dương nhất.
Tuy nhiên, danh tính của kẻ này thực sự là dấu chấm hỏi lớn với phóng viên điều tra. Đang lúc không biết phải làm gì, phóng viên Kang bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nữ ca sĩ Guhara, cựu thành viên nhóm Kara. Hara đề nghị sẽ giúp phóng viên Kang điều tra vụ việc vì bản thân cô cũng là nạn nhân của vấn nạn Mocha. Nữ ca sĩ cho biết cô là bạn của Choi Jong-hoon từ thời thực tập sinh và cũng quen biết với Sun Ri và Jung Jun-yong. Vậy nên nhiều lần cô vô tình thấy tin nhắn lúc ba nghệ sĩ sử dụng điện thoại với dấu hiệu bất thường về phòng chat bí mật. Hara nói với phóng viên Kang, em nhận thấy có điều gì đó rất kỳ lạ về họ. Những gì chị nói hình như đều đúng. Nữ ca sĩ Guhara sau đó khuyên nhủ nam ca sĩ Choi Jong-hoon, hãy kể cho phóng viên Kang mọi điều mà anh biết, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Vậy là nhờ thông tin mà Guhara khuyên Choi cung cấp, phóng viên Kang biết được danh tính của người có tên cảnh sát trong phòng chat bí mật đã luôn giúp nhóm Sun Ri che giấu tội ác và phanh phui vụ việc. Cuối cùng, đầu tháng 3 năm 2019, Bernison được xác định từng hối lộ 14.000 đô la cho cảnh sát. Tháng 8 năm 2021, phiên tòa đầu tiên xét xử Sun Ri với 9 tội danh, trong đó có cáo buộc tổ chức môi giới mậm dai, đánh bạch trái phép và bị kết án 3 năm tù giam, nộp phạt 730.000 đô. Sun Ri đã kháng cáo khi chỉ thừa nhận 7 tội danh và phủ nhận 2 cáo trạng liên quan đến mậm chai và vi phạm luật giao dịch ngoại hối bằng hình thức đánh bạch trái phép. Trong phiên tòa diễn ra vào năm 2022, cựu thành viên nhóm Big Bang bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, ngắn hơn so với phiên tòa đầu tiên. Tòa án cũng không đưa ra án phạt bổ sung. Hình phạt với Sun Ri bị đánh giá là nhẹ nhàng so với những tội danh của mình. Ngoài Sun Ri, ca sĩ Jung Jun-yong bị buộc tội hợi íp giờ âm, tập thể và bí mật quay phim phát tán video khởi yêu giờ âm. Choi Jung-hoon bị kết án 2 năm rưỡi tù vì liên quan đến vụ hợi íp giờ âm tập thể. Ba nhân vật chủ chốt trong phòng chat bí mật gây sốc làng giải trí xứ Hàn đều đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật sau vụ việc, đồng thời phải thông báo giải nghệ và vĩnh viễn không có cơ hội trở lại làng giải trí xứ Hàn. Những tưởng tất cả những điều đó sẽ dẫn đến cuộc sống khó khăn cho những kẻ tồi tệ sau khi ra tù. Tuy nhiên, thực tế lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi ra tù vào tháng 2 năm 2023, Sun Ri vẫn ngựa quen đường cũ. Anh ta sống một cuộc sống thảnh thơi, thường vui chơi, tận hưởng cuộc sống, đi du lịch và giao du lại với bạn bè trong làng giải trí. Nhiều nguồn tin còn cho biết, Sun Ri liên tục nhắn tin rủ rê người quen đi họp đêm, quán bar để tiệc tùng. Chưa dừng lại ở đó, cựu idol còn nhiều lần nhắc đến Big Bang, G-Dragon và thậm chí là còn biểu diễn ca khúc của nhóm trong một sự kiện gần đây dù đã giải nghệ. Những động thái này của Sun Ri liên tục khiến Big Bang bị tranh cãi. Nhiều người hâm mộ chỉ trích nam ca sĩ trơ trẽn vẫn mượn danh nhóm nhạc cũ để nổi tiếng. Thậm chí, Sun Ri còn có vẻ ngựa quen đường cũ khi đã hoàn tất việc thu hút vốn đầu tư và đang trong tâm thế sẵn sàng để bắt tay vào công việc kinh doanh hộp đêm ở Campuchia. Thông tin này sau khi được công bố đã khiến cộng đồng mạng trên khắp các diễn đàn âm nhạc phẫn nộ và tức tối. Jung Jun-yong được mãn hạn tù vào ngày 19 tháng 3 năm 2024. Không chỉ thế, Jung Jun-yong được bảo vệ thông tin cá nhân và không phải đeo vòng chân điện tử quản chế dành cho tội phạm tuồng dịch. Khi truy cập cổng thông tin tội phạm tờ Ấn Độ, netizen sẽ không tra ra tên của Jung Jun-yong. Điều này khiến công chúng Hàn Quốc vô cùng bất bình. Nhiều người cho rằng tất cả là quá nhẹ so với những gì Jung đã gây ra. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2024, 5 năm sau vụ việc, bộ phim tài liệu Burning Suns phơi bày các nhóm trò chuyện bí mật của K-pop được BBC đăng tải. Bộ phim một lần nữa khơi gợi lại câu chuyện mà rất nhiều người không thể nào quên. Hẳn chẳng phải vô tình mà BBC lại phát hành phim vào thời điểm này. Bởi cách đây vài tháng, Jung Jun-yong mới mãn hạn tù, còn Sun Ri thì cũng ra tù trước đó không lâu, hiện đang vui vẻ ăn chơi như chưa hề có cuộc đau thương. Phần nào đó, có lẽ BBC muốn những kẻ độc ác đó phải một, thậm chí là nhiều lần nữa đối diện với cơn bão phẫn nộ từ truyền thông và dư luận toàn cầu. Mà lẽ ra, chúng phải nhận lãnh từ rất lâu. Ngay sau khi được đăng tải, bộ phim nhận được rất nhiều phản hồi từ khán giả toàn thế giới. Trong đó, một bình luận dưới bộ phim nhận được nhiều đồng tình.
Một số người nói bộ phim tài liệu nên được phát hành cách đây 5 năm, nhưng tôi tin chắc nó ra mắt đúng thời điểm, khi mà mọi người đang cố gắng tha thứ và quên đi, khi bọn tội phạm đang cố gắng quay lại, tận hưởng cuộc sống như không có chuyện gì xảy ra, thì đây là thời điểm thích hợp nhất để nhắc nhở chúng ta về việc tội ác khủng khiếp như thế nào. Không thể chối cãi khi chính truyền thông Hàn Quốc cũng cho rằng Benningson sụp đổ chưa phải là kết thúc. Điều từng xảy ra ở Benningson rất có thể vẫn đang tiếp diễn ở các hộp đêm khác, bởi các hoạt động này rất khó phát hiện và ngăn chặn tận gốc, và càng phức tạp hơn nữa nếu chúng nằm trong sự kiểm soát của một idol. Như phóng viên Kang Kyung-yoon của SBS Entertainment News, người phanh phui vụ Benningson nói, tiền bạc, quyền lực, phụ nữ, tung dịch, những gì đang diễn ra trong ngành giải trí dường như là một mô hình thu nhỏ của xã hội chúng ta. Tôi nghĩ càng làm việc trong lĩnh vực này, tôi càng nhìn thấy bản chất thực sự của xã hội.